Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin ai tiếp tay cho Phan Văn Mãi đánh bồi bà Nguyễn Phương Hằng. Việc bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam chứ không phải là công an tỉnh Bình Dương là một dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, càng bất ngờ hơn là việc bắt giữ bà Hằng chỉ sau khi bà này tố cáo ông Phan Văn Mãi chỉ có 2 ngày. Đây được xem là phản ứng quá nhanh của ông Mãi. Phản ứng này nói lên điều gì? Mà đấy là sự mất kiên nhẫn của ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Làm như vậy khác nào lệnh ông tôi ở bụi này. Sau khi bà Hằng bị bắt giữ, dư luận đã xôn xao nguyên nhân là ông Phan Văn Mãi. Và nhiều người nghĩ rằng chỉ một mình ông Mãi ra tay. Tuy nhiên, cho đến ngày 31 tháng 3 thì lại có tình tiết mới bất ngờ. Ông Phan Văn Mãi có người đồng hành, người này nhắm thẳng vào bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện tại người này quyền lực rất lớn, là nhân vật miền Nam có quyền lực cao nhất ở Bộ Chính trị. Đó chính là ông Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, người chỉ đứng sau ông Trọng một bậc. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, trong cuộc họp với Ban Nội chính Trung ương, ông Võ Văn Thưởng cho rằng những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần phải được xử lý nghiêm minh và kịp thời. Chúng ta không bao giờ giải quyết một vấn đề gì dựa trên dư luận xã hội hay chạy theo dư luận xã hội. Nhưng những vấn đề tác động lớn đến dư luận xã hội liên quan đến nhiều người có sự thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội và được lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo thì phải đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, tránh bị suy diễn. Ông Võ Văn Thưởng đã nói như vậy. Từ đây mới hiện rõ một sự tiếp tay lớn. Ông Võ Văn Thưởng đã chống lưng ông Phan Văn Mãi. Như vậy thì những đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng gửi về Trung ương tố cáo ông Phan Văn Mãi đã không được Trung ương xử lý rốt ráo, mà ngược lại còn tấn công người tố cáo. Đặc trưng của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa là như vậy. Đây là một nền tư pháp chỉ áp dụng cho thường dân, còn quan chức thì được ưu tiên hơn. Trước đây, trong lần phát biểu về khủng hoảng Đồng Tâm vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã nói như sau. Chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi. Người dân sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đấy là những gì mà chính miệng quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tự nói ra. Bộ máy nhà nước Cộng sản là như thế, họ dùng nhà nước và pháp luật để trị dân, chứ không trị quan. Đấy là sự bất công mà nó đã ăn trong tiềm thức của các thế hệ quan chức của đất nước này. Và thực tế, trường hợp ông Phan Văn Mãi bị tố, quan chức còn không xin lỗi, nhưng dân thì vẫn bị truy tố. Thậm chí họ bị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng một điều luật mơ hồ, không liên quan gì đến hành động của bà ấy đã làm. Đó là họ truy tố bà Hằng theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thậm chí, ông Thưởng cho rằng đây là ba vụ sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chúng ta có cách xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tính toán, đảm bảo yếu tố không thể gây ảnh hưởng đến các hoạt động cần làm tốt trong thời gian tới, ông nói. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng, người chịu sự tấn công của hai quyền lực lớn là Phan Văn Mãi và Võ Văn Thưởng. Bà Nguyễn Phương Hằng là CEO của công ty cổ phần Đại Nam bị bắt, bị khởi tố vào hôm 24 tháng 3 và điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự khiến xôn xao dư luận. Ông Phan Văn Mãi được xem là nhân vật chính trị đang lên. Với vị trí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, nếu không bị tố tiêu cực thì việc tiến vào Bộ Chính trị là trong tầm tay. Ở Đại hội 13 vừa qua, cánh tay miền Nam đang yếu thế, không có một nhân vật miền Nam nào trong tứ trụ. Chỉ có ông Võ Văn Thưởng là vị trí cao nhất với chức thường trực Ban Bí thư. Trong hệ thống chính trị Việt Nam cũng tồn tại lợi ích nhóm bằng tính chất vùng miền rất rõ. Quan niệm Tổng Bí thư phải là người miền Bắc có lý luận là một tiêu chuẩn để loại bỏ những người ở vùng khác nắm vị trí cao nhất của Đảng. Loại lợi ích nhóm này nó tồn tại trong Đảng này như một sự thật hiển nhiên. Trong thế yếu, nhóm chính trị miền Nam cần phải nâng đỡ nhau
cần phải liên kết lại để lấy lại vị thế trước kia. Đó là điều cần thiết. Một nhân vật đang lên nhưng Phan Văn Mãi mà bị dính phốt thì xem như mất cơ hội vào bộ chính trị. Đó là lý do ông Phan Văn Mãi phải đấu tới cùng và còn có cả Võ Văn Thưởng giúp sức. Phải cố sao để Lý Địch không dính tỉ vết. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi đang cố bảo vệ hồ sơ cá nhân cho không có tỉ vết và chẳng ai phát hiện được điều gì. Phan Văn Mãi và Võ Văn Thưởng được xem là cùng lứa, đều là 7X đời đầu, họ rất dễ tìm tiếng nói chung trong mưu đồ thiết lập quyền lực cánh miền Nam tại Bộ Chính trị. Có một điều rất lạ là ông Võ Văn Thưởng vốn rất ít thể hiện quyền lực, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Ông ra mặt bảo vệ Phan Văn Mãi bằng những lời nói rất mạnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Có lẽ đây là một bước khởi đầu cho sự công khai. Họ công khai một nhóm lợi ích triển vọng và là nhóm lợi ích sẽ gánh vác trọng trách lấy sức mạnh cho nhóm miền Nam trong Bộ Chính trị vào thời gian tới. Việt Nam có nhiều vụ án kinh tế lớn, tuy nhiên cứ vụ án nào mà được lôi ra nhằm triệt hạ các phe cánh đối nghịch trong Đảng ở Trung ương thì những đối tượng chính bị bắt thường là những con dê tế thần, sẽ là những người chịu đựng thiệt thòi nhất. Bà Nguyễn Phương Hằng đã không may rơi vào trường hợp như vậy. Động đến hạt giống đỏ rất mạnh và đã động đến quyền lực lớn trong Bộ Chính trị, bà Nguyễn Phương Hằng xem ra lành ít giữ nhiều. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin lộ một đòn thù hiểm bổ vào Nguyễn Phương Hằng, ai chủ mưu? Bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các livestream phát hành trực tiếp, đấu tố nhiều nghệ sĩ suốt gần một năm không sao. Tuy nhiên, khi bà Hằng phạm húy thì lập tức bị công an bắt giam. Trong một clip, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố ông Phan Văn Mãi, cựu bí thư tỉnh Bến Tre, nay là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là nguyên nhân chính gây ra vụ bắt bớ bà Nguyễn Phương Hằng sau đó. Được biết, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần Đại Nam bị bắt, bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự, vào ngày 24 tháng 3, thì lời phát biểu của bà chỉ đích danh ông Mãi chỉ trước đó có 2 ngày. Ngày 22 tháng 3, bà Hằng có phát hình trực tiếp và bà có đề cập với mối quan hệ giữa vợ chồng bà với Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi. Bà cho biết vào hồi năm 2020, công ty Đại Nam từng đem nhà máy nước lọc xuống tỉnh Bến Tre để lọc nước mặn, hỗ trợ người dân. Khi thời điểm đó, ông Mãi còn giữ chức bí thư tỉnh ủy. Theo bà Hằng, phía Trung ương đã có công văn gửi thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh trả lời cho bà về những đơn tố cáo, nhưng hai tháng qua, ông Mãi vẫn im lặng. Chính ông đã bạc tình bạc nghĩa với vợ chồng tôi, bà Hằng nói. Bà Hằng cũng cho biết là bà nói điều này ra để Trung ương không lầm với con người ông Phan Văn Mãi, tránh đưa ông này lên chức vụ cao hơn. Bà Nguyễn Phương Hằng nổi như cồn vì trong khoảng thời gian một năm ròng, bà thường xuyên phát hình livestream nói về vấn đề quyên góp từ thiện, tố cáo một số nghệ sĩ, ca sĩ, MC ăn chặn tiền từ thiện. Những livestream này không đáng ngại, chỉ có livestream tố cáo ông Phan Văn Mãi thì sau đó bà lập tức bị bắt. Đây là hình ảnh video clip tố cáo ông Phan Văn Mãi của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà, được biết đến là người dành nhiều thời gian đi làm từ thiện, xây dựng quỹ từ thiện Hằng Hữu, cứu sống hàng nghìn trái tim, xây nhà máy oxy giúp cho người dân qua đợt Covid-19 vừa qua. Phan Văn Mãi và vợ chồng Dũng Lò Vôi có lúc còn rất mặn nồng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2020. Vợ chồng ông Dũng Lò Vôi cùng ông Võ Hoàng Yên bàn giao hai công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tại hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Sau thời gian thi công, đúng một tuần sau khi khảo sát độ mặn tại Bến Tre vào ngày 28 tháng 3, ông Huỳnh Uy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, cùng ông Võ Hoàng Yên và Phan Văn Mãi, lúc đó là bí thư tỉnh Bến Tre, đã chính thức nhấn nút vận hành hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt để cung cấp miễn phí cho bà con xã Châu Bình và các xã lân cận thuộc huyện Rồng Tôm. Với công suất lọc ra 500 mét khối nước ngọt mỗi ngày, ước tính hệ thống lọc này có thể đảm bảo nước sinh hoạt cho khoảng 5.000 hộ dân tại địa phương. Nếu mỗi hộ dân dùng hết 100 lít nước mỗi ngày để ăn uống.
uống cạn ly nước lấy từ hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt sau khi nhấn nút vận hành. Lúc đó, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cảm kích nói rằng: "Nước rất ngọt, rất chất lượng, không khác gì nước suối đóng chai của thương hiệu lớn. Thực sự, đây là món quà rất quý giá từ sự hỗ trợ của vợ chồng anh Huỳnh Tý Dũng, chị Nguyễn Phương Hằng và sự kết nối của lương y Võ Hoàng Yên giúp cho Bến Tre, đặc biệt thời điểm này thì quá quý, không gì bằng." Được biết, trước đó, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi cùng ông Võ Hoàng Yên cũng đã đến bàn giao hệ thống 4 km đường ống dẫn nước ngọt cho người dân hai xã Yên Luông và Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, CEO Nguyễn Phương Hằng, phu nhân của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu cũng quyết định tặng thêm 4 km đường ống dẫn nước nữa để đưa nước từ nhà máy đến xã Long Vĩnh để giúp 1.000 hộ dân ở đây có nước sạch để sinh hoạt và ăn uống. Đây là hình ảnh Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, Phan Văn Mãi, Võ Hoàng Yên tính từ phải sang tại nhà máy lọc nước tỉnh Bến Tre. Đấy là mối quan hệ giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng với ông Phan Văn Mãi qua trung gian là ông Lang Võ Hoàng Yên. Như vậy thì mối quan hệ giữa ông Lang và ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay phải rất gần gũi mới có sự mai mối đến như thế này. Đây là một mối quan hệ rất mờ ám. Một quan chức đầu tỉnh là người rất thân với một ông trùm lừa đảo. Câu hỏi đặt ra là tại sao bà Hằng không tố cáo quan chức Tiền Giang mà lại tố cáo quan chức tỉnh Bến Tre, mà cụ thể là ông Phan Văn Mãi? Đó là vấn đề mà người ta đang nghi vấn. Và rõ ràng việc công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy có bàn tay của ông Phan Văn Mãi, vì đúng ra nó phải được công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý án mới đúng. Thực tế, bà Nguyễn Phương Hằng tuy dùng những ngôn từ không lịch sự gì để tố cáo những người có quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, tuy nhiên những hành vi mà bà Hằng đã từng tố cáo ấy có nhiều điểm không phải là không đúng. Rất nhiều hành động của các giới nghệ sĩ bị bà Hằng tố cáo là sự thật. Cái sai của bà Hằng có chăng cũng chỉ là không thể kiêng nể một quan chức lớn đứng đầu một tỉnh như ông Phan Văn Mãi mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi khi còn là bí thư tỉnh Bến Tre. Ông Phan Văn Mãi năm nay 49 tuổi, quê huyện Rồng Tôm, Bến Tre, có trình độ lý luận chính trị cấp cao, cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Mãi là cán bộ, lãnh đạo, trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại trung ương và địa phương. Ông Mãi từng giữ chức bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, bí thư trung ương đoàn, rồi bí thư thường trực trung ương đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Vào năm 2014, trung ương luân chuyển ông Mãi trở về Bến Tre để đào tạo, thử thách trên cương vị phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Tại đây, ông giữ chức vụ phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bến Tre, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, rồi bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Hiện là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tràn đầy khả năng sẽ vào Bộ Chính trị.